tác phẩm đầu tiên những người làm chương trình chúng tôi xin gửi tới quý vị là một sáng tác rất quen thuộc, rất nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Nam, nói về mảnh đất Hà Tĩnh thân yêu, ca khúc Điều Ví Dặm Là Em. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Rồi một chiều chợt nhớ một thời thuở bé, đưa ta về bên bài tuổi thơ xưa, điều ví quê hương giữa bốn bề bận rộn, đất quê mình còn nghèo lắm. Sao điều vị cường nghĩa tình